Ivy League là tên gọi của nhóm 8 trường đại học hàng đầu nước Mỹ cũng như hàng đầu thế giới, với những cái tên quen thuộc như Harvard, Princeton, Yale và trường đại học của mình, Cornell University. Cornell là cái nôi của 61 giải Nobel và đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên thành công như Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen, diễn viên Jane Lynch, nhà khoa học Bill Nye the Science Guy, còn đây là Mình là Vừng, một học sinh đang theo học năm nhất tại trường Cornell University. Mình đã được nhận vào Cornell với học bổng trị giá 7,2 tỷ đồng. Và ngoài ra, mình còn đã đỗ nhiều trường đại học với nhiều mức học bổng và hỗ trợ tài chính khác nhau trong kỳ áp tuần này như NYU, Kobe, Middlebury, Colorado College, University of Rochester. Và sau đây, mình sẽ kể cho các bạn hành trình của mình đến với đại học Cornell như thế nào nhé. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Hồi bé tí teo, vào năm 2008, ông Barack Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, nên mình thấy đài báo TV liên tục đăng tin về ông ấy. Nghe quá nhiều tin tức về Obama, đến mức cả khi ăn cơm và xem TV vẫn luôn vang vẳng cái tên trong đầu, mình đành phải hỏi bố mẹ. Ông này giỏi lắm hả bố mẹ? Đúng rồi con, ông ý là tổng thống nước Mỹ đây. Wow, vậy con cũng muốn làm tổng thống hoặc chủ tịch nước gì đấy. Thế ông ấy học làm tổng thống Mỹ ở đâu vậy à? Ở trường đại học nào đó ở Mỹ con ạ. Thế mai bố mẹ cho con sang Mỹ chơi được không? Thôi, mình không đi được đâu. Lớn lên, con thích thì đi du học, ok. Vậy con sẽ tự kiếm học bổng đi du học luôn, dễ gì. Vậy là từ đó mình đã ấp ủ ước mơ đi du học và mình muốn được học tập tại ngôi trường tốt nhất ở Hà Nội vì mình nghe rằng ở ngôi trường này có rất nhiều bạn đã đi du học thành công. Suốt những năm cuối cấp 1, mình cặm cụi học thêm rất nhiều hai môn toán và tiếng Việt để đỗ cho bằng được vào trường chuyên Hà Nội Amsterdam, ngôi trường mơ ước của mình. Và kết quả sau nhiều ngày ôn thi và học tập dài dằng dẳng thì mình đã trượt thẳng cẳng vì mình thiếu 5 điểm môn toán. Tất cả tại môn toán đấy. Nhưng mà mình vẫn luôn mạnh mẽ và không từ bỏ ước mơ. Mình vẫn luôn tiếp tục học thêm các môn tiếng Anh và mình thi tiếng Anh cấp thành phố, lên cấp quốc gia, lên cả cấp quốc tế nữa. Và kết quả là đến năm học cấp 2 đến cấp 3 thì mình đã thi đỗ vào lớp chuyên Anh 1 của trường chuyên Hà Nội Amsterdam, ngôi trường mơ ước của mình. Nhưng mà đó là cấp 3. Wow, vậy là mình đã đạt được ước mơ đỗ vào trường Ams của mình. Bây giờ thì vào Ams học thôi nhỉ. Không. Cuộc đời luôn cho mình nhiều ngã rẽ mới và cũng trong lúc đó, mình đã tham gia nhiều hoạt động ở ngoài trường để khám phá bản thân. Ví dụ như tham gia tranh biện về các vấn đề xã hội ở Thái Lan nè, tham gia các cuộc thi trên TV như Văn Vui Vẻ nè, thử sức hùng biện của EF Challenge nè. Sau đó, mình đã nộp hồ sơ vào một trường cấp 3 ở bên Nhật mới lập được có vài năm mang tên là UWC Isaac Japan. Vậy là mình xa gia đình và đi du học khi mới chỉ 15 tuổi. Cuộc sống du học tất nhiên là có rất nhiều khoảnh khắc đầy màu hồng. Ví dụ như được khám phá những thành phố khác nhau và học hỏi thêm về nền văn hóa nước bạn. Được thử thách tư duy của bản thân khi học những lớp học siêu khó cùng các bạn của mình từ khoảng 70 quốc gia trên thế giới. Và hay nhất là được tiếp xúc và đắm chìm vào đam mê của mình, đó là việc làm phim. Mình rất mê phim ảnh và đã làm nhiều bộ phim ngắn cùng với các bạn từ nhiều nước khác nhau. Tất cả những kỷ niệm đó, mình đều cho vào một portfolio cho bản thân mình. Tiện thể để khi apply vào đại học thì ban giám khảo có thể xem và tham quan kho tàng phim của mình luôn. Nhưng tất nhiên, mọi người thường chỉ biết đến những mảng tích cực của việc đi du học vậy thôi. Còn mình thì vẫn hay phải đối mặt với những khó khăn và vấp ngã. Một mình. Thỉnh thoảng, phong ba bão tới ập tới mà tớ chẳng biết phải làm gì cả.
Ý mình là Phong bà bạo tố thật đấy. Trong những phút cam go nhất của năm cuối cấp 3, giữa thời điểm mình ôn thi và chuẩn bị hồ sơ, siêu bão cuồng phong Hagibis sẽ ập tới nước Nhật Bản. Môi trường của mình đã bị tàn phá ở nhiều chỗ và mọi việc học tập đã bị gián đoạn do thiếu nước, thiếu điện và thiếu đồ ăn. It's October 13, 2019 and Japan has just gone through the biggest typhoon in 60 years. So now in our place we haven't had electricity or water or internet connection. We do not have any energy for 2 days, full days already. We only have several pools of water saved. There's no water. Tới khi cơn bão đã đi qua thì mình lại gặp một trở ngại nữa, đó là dịch Covid bùng phát. Mình phải sắp xếp gói ghém đồ đạc để cấp tốc mua vé máy bay vào tháng 3, tạm biệt những người bạn thân thiết đã ở với mình như anh chị em một cách quá vội vàng. Lễ tốt nghiệp, đáng lẽ là khoảnh khắc mình được tự hào nhận bằng tốt nghiệp trên tay cũng bị hủy. Thay vào đó, chỉ có các bạn thân cổ vũ cho mình và chúc mình lên đường về nhà một cách an toàn nhất. May thay, trong những giờ phút khủng hoảng ấy, thỉnh thoảng mình vẫn nhận được một số tin vui từ các trường đại học thông báo trúng tuyển và được trao học bổng. Nghiêm túc rồi, mình mong rằng sau video này các bạn sẽ hiểu được thêm về con đường học tập của mình và có thật nhiều động lực học, vui vẻ và tươi mới hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, chúc các bạn thành công.